Đây là video một năm trước khi bạn này thắng mình một trận. Với cái dòng ghi bè của mình thì cũng bình thường, vì ai thắng họ cũng có quyền đăng hết. Nhưng cách bạn ấy bình luận thì có vẻ rất cay cú khi trận đó đi rừng mà không ăn được bùa xanh. Đấy, mọi người thấy trộm cắp gì cho lắm gây thêm thù hằn. Sau clip đó mình luôn ước sau này chạm trán một lần nữa. Thế là trời không phụ lòng người. Mặc dù hai bên đã đổi tên nhưng có biến thành cho cũng nhận ra nhau. Do đỉnh cao che tên nên không biết bạn ấy, xong trận mới biết. Chứ mà trong trận biết bên kia có người quen thì mình chăm sóc chú đáo luôn. Như đội hình team bạn thế kia vừa có ngộ không kèm Batman Triệu Vân, có nghĩa thiên về sát thương vật lý, nên trận này lên giày hộ vệ là hợp nhất nhé. Chứ bên kia mà thằng rừng là sát thương phép thì khó lên đồ hơn. Vì lên giáp vật lý nhiều thì thằng phép giết, lên giáp phép nhiều thì vật lý giết. Nếu lên cả hai loại thì mình thiếu sát thương. Cái này nói rồi, nhưng nói lại cho mấy bạn mới chưa hiểu. Bên mình thì vây ra đi support cũng lợi mà cũng hại. Nếu xanh được thì team kia khổ, chứ mà thọt thì chúng nó vào hốt cả lũ luôn. Có chiêu hay mà ném chúng thì mấy cháu này bắt taxi về nhà cho nhanh, khỏi chạy gì cho mệt. Farm lâu như này chắc họ đã ăn xong bùa. Thôi xin nhẹ con bọ hung cũng được. Vây ra mà đi với Natalia cũng ác liệt lắm. Thả team phát còn bên này dồn sát thương thôi. Nếu mọi người có bạn bè mà ngồi gần nhau, cầm hai con này đi ép đầu game đảm bảo team bạn ỉa trong quần luôn. Rất dễ an mạng. Chạy sao được mà chạy. Chơi gì toàn đánh người ta xong người ta đánh lại thì chạy. Giờ mình lên giày hộ vệ nhé. Lên giày này thì cẩn thận tu len, vì không có giáp phép nó dồn sát thương cái chết toi. Nhưng vì nó không thể tàng hình như ngộ không với Batman nên mình không sợ lắm, có thể giữ khoảng cách được. Vào bụi núp chờ khỉ xuống làm mít bạn lại lẻ loi ở đây. Thôi thì số em chết trước, giờ thì xuống ăn rồng thôi. Tự nhiên có hai đứa này phụ giúp nữa thì nhanh hơn phần nào. Định lên mon men con bùa mà Triệu Vân nhanh quá, chơi vậy ai mà trộm được. Dồn phát và nó nhảy mất, cụt chiêu là nguy hiểm lắm. Đợi đủ sát thương rồi ăn bùa, ném sớm lỡ người khác cướp. Triệu Vân định làm gì đây? Biết không sợ súng à? Vì Tu Len vừa dùng ulti ăn vây ra xong nên mình phải giữ khoảng cách không cho nó cầu máu tất nhé. Chứ nó di điện vài phát thao ulti là mình đi theo vây ra luôn. Mình còn chiêu cuối thì không sợ, vì chiêu cuối của mình có thể kháng được chiêu cuối của Tu Len. Cẩn thận là trên hết. Xuống núp đây đợi đứa nào đi qua cho húc cục choáng. Ồ ghê, ghê quá, giờ lộ rõ nguyên hình hack map luôn. Chơi game hack map mà không win được thì quá kém cỏi. Nói thật, mấy bạn chơi game mà hack map, đi đâu cũng thấy địch, họ lên thì về, họ đi lẻ thì săn. Thế mà để thua thì đúng thực sự ngu. Trận này đội hình bên kia chắc chắn lên đêm nên mình sẽ lên xuyên tâm lệnh thay vì trượng hỗn mang nhé. Nên món này thì xịt mấy đứa máu giấy thấm hơn.
còn tí máu không kịp lo chết dưới tay tao rồi còn chạy để Zuka ăn. Batman đâu đây nữa, một với một ra đây nộp mạng ngay, chứ hai thằng có khi thua. Hết chiều rồi lùi về thôi. Vây ra nút đó mà không thấy sai tu len về thì chắc chắn đang ngồi trong bụi. Cái tội láo xược. Mình ngồi canh cho vây ra về chứ không thẳng khỉ nó cho một gậy lên bàn thờ luôn quá. Gì liều vậy mụ, làm như bất tử vậy. Vì không lên giày kiên cường nên mình lên đài khám phép này để tránh tu len sốc sát thương nhé. Đã cạn mana rồi mà cái thằng khỉ đột này còn dí. Mới ở dưới này chạy về nhanh vậy ngộ. Mấy đứa này giờ dính một côm vô trắng máu hết. Tiếc là chưa có lính để kết thúc trận. Chờ có chiêu cuối cho thằng này một phát nè. Ngồi trong nhà cũng chết thôi. Vẫn chưa win được, tu len liều mạng dọn lính ghê quá. Lại mụ vây ra ảo tưởng biến về trước mặt họ. Mà để cho họ chấm dứt cho game khó hơn chứ đã hack map mà đánh như vậy họ tưởng Trâm Anh chơi với danh vàng. Đánh lính để hút máu chuẩn bị giao tranh lấy trụ. Zuka làm gì vậy ông? Nhảy ghê vậy. We'll be right back.
má mới kêu lên phát hóa ra lên thiệt, lên bảng điểm số. Nhìn Aden núp bắt Triệu Vân trên kia, mà không biết Triệu Vân nó đang thấy một đứa khở đang ngồi trong bụi. Đấy, cứ chết đi cho game nó căng thẳng hơn. Quy lên đêm cũng to vậy mà sao còn tăng thêm sức mạnh nữa. Hôm qua có lướt sang một bài, thấy tăng thêm sát thương kèm lúc tàng hình không còn thấy cái bóng. Thế là phải cấm thôi. À mà trước bạn Lindit này có bình luận bảo thắng thua gì tao cũng đang hết chữ ai, như idol chúng mày chỉ đang trận thắng. Thấy mồm cũng to lắm. Video dừng tại đây rồi. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ mình. Ai chưa đăng ký thì cho mình xin một lượt nhé. Cảm ơn ạ. Mình có hai kênh YouTube là Trâm Anh 5 phút và Trâm Anh Nata. Ai chưa đăng ký thì cho mình một lượt đăng ký kênh nhé.